Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một con app giúp bạn có thể kiếm Bitcoin nhé. Thì như các bạn có thể thấy trên màn hình, ở đây bạn sẽ kiếm Bitcoin qua hai lựa chọn. Thứ nhất đó là Basic, là cơ bản. Thứ hai đó chính là Pro, có nghĩa là nó cao cấp hơn Basic nhé. Cái CryptoTab Browser này là một cái trình duyệt kiếm Bitcoin nhé, và nó có mặt trên App Store cũng như là CS Play. Điều đó chứng tỏ rằng đây là một app cực kỳ uy tín và nó đã ra đời cách đây rất là nhiều năm rồi. Đó, và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tải app này về với phiên bản miễn phí, đó là bản Basic thì bạn có thể tải về nhé. Nhưng mà video này thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn là chơi cái bản Pro. Bản Pro này thì nó sẽ kiếm cho chúng ta được rất là nhiều Bitcoin mà trong cái thời gian rất là nhanh nhá. Với phiên bản Basic, phiên bản thường ấy thì bạn kiếm được rất là lâu. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn phiên bản Pro nhá. Ấn cho mình là Get It On Google Play này. Rồi thì đương nhiên là cái phiên bản Pro này chúng ta cần phải trả phí đúng không nào? Phí ở đây là 56.000 nhá. Bạn bỏ ra 56.000 để đầu tư một cái trình duyệt kiếm Bitcoin thì điều này hoàn toàn là xứng đáng nhé. 56.000 này nó không là quá cao, nhưng mà bạn có thể nhận được những cái giá trị rất là lớn. Ok, mình sẽ tiến hành thanh toán 56.000 này. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn là mua nhé. Ở đây thì nó yêu cầu mình là phải nhập cái mật khẩu email của mình, thì mình sẽ nhập sau đó chọn xác minh này. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn không và xin cảm ơn, ấn ok nhé. Rồi mình đã hoàn thành cái việc mua cái trình duyệt CryptoTab Browser này, phiên bản Pro nhé. Bạn lưu ý rằng đây là phiên bản có trả phí và nó sẽ giúp mình kiếm được rất là nhiều Bitcoin trong thời gian tới mà không cần phải làm gì cả. Chấp nhận và tiếp tục nhé. Đây sẽ là những cái hướng dẫn mà mở đầu trong web nó hướng dẫn mình, ấn là bắt đầu điều hướng này. Chạm vào biểu tượng crypto đây, mình sẽ bấm vào đây. Bắt đầu thì mình sẽ đăng nhập với tài khoản Google của mình nhé. Rồi, nó đã bắt đầu kiếm tiền cho mình. Mình sẽ chọn là earn mining luôn này. Rồi, nó bắt đầu kiếm Bitcoin cho mình và cứ 3 giờ thì sẽ nhận Bitcoin một lần nhé. Withdraw BTC sẽ là cái số tiền mà mình có thể rút này. Rồi thì ở cái trang CryptoTab Browser này nó đang có một cái sự kiện, nó sẽ là sẽ x2 cái tốc độ đào của bạn lên nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn là CryptoTab này. Đấy, mình sẽ ấn luôn vào đây. Active x2 bot nhé, ấn cho mình nhé. Như bạn có thể thấy được là nó đã x2 cái số tốc độ đào của mình mà mình không cần phải mất tiền để mua x2. Như vừa nãy mình xem nhé, x2 là khoảng 85.000 một tháng, thì ở đây mình đã được x2 luôn rồi mà mình chỉ bỏ ra số vốn là 56.000. mình đã mua được một cái phiên bản trình duyệt web đào Bitcoin của mình nhé. 3 tiếng bạn sẽ thu hoạch cho mình một lần này. Đây là một trình duyệt web đã ra đời rất là lâu rồi và nó cực kỳ uy tín nhé. Ok, thì hôm nay mình review cách bạn mua cái trình duyệt này như thế nào này. Số vốn chỉ 56.000 thôi, rất là rẻ các bạn nhé. Ngoài ra thì ở đây cũng có chương trình giới thiệu này. Đó, mình sẽ để link đăng ký phần mô tả của video này. Nếu như bạn muốn mua cái phiên bản CryptoTab Pro này nhé, để có thể giúp bạn kiếm Bitcoin mà bạn không cần phải làm gì cả, 3 tiếng bạn vào bạn thu hoạch cho mình một lần nhé. Rồi ok, hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái kèo kiếm tiền Bitcoin hoặc tiền miễn phí, đó là sàn OKEX nhé. Một ngày bạn sẽ kiếm cho mình là 250 Satoshi bằng cách xem 5 quảng cáo một ngày nhé. Và bạn cũng thể kiếm được nhiều hơn thế bằng cách mời bạn bè tham gia vào cái sàn OKEX này và bắt đầu kiếm Bitcoin miễn phí nhé. Bạn sẽ nhận được 100% hoa hồng giới thiệu. Tiếp theo là cái phần withdraw này, là cái phần rút tiền nhé. Min rút của con này là 10.000 Satoshi về cái ví Bitcoin của bạn.
bạn có thể rút về VNDC hoặc là Just Wallet nhé. Thì hãy chọn chấm 3 gạch này, chọn tài khoản này, xác minh như mình nhé. Đây, để mà xem được quảng cáo ấy thì bạn bắt buộc phải xác minh Level 1 và Level 2 nhé. Nếu như bạn là một người mới chưa biết cách xác minh sản phẩm như thế nào thì mình có một cái video hướng dẫn xác minh ưu cách và kiếm 10 triệu đồng mỗi tháng với BTC Free. Bạn có thể tìm video này để xem và biết cách xác minh sàn KIC cho mình nhé. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn hai kèo kiếm BTC, đó là sàn OKEX và cái Crypto Browser phiên bản Pro nhé, phiên bản có trả phí. Và mình chia sẻ cái link X2 giúp bạn có thể tăng đôi cái tốc độ đào Bitcoin của bạn. Rồi, nếu như bạn là một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội TikTok thì mình cũng có một kênh TikTok là MMO Kiếm Tiền Online. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ những video ngắn lên kênh TikTok và trên YouTube của mình nhé. Mình không muốn bạn bỏ lỡ bất kỳ video nào, cho nên là hãy cho mình một like và một subscribe kênh YouTube cũng như là kênh TikTok này để mình có thể ra được nhiều video hay hơn nữa mà các bạn sẽ không phải bỏ lỡ nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. That is how I like it.